Ok, ông mình nó lâu lắm, nó việc lâu lắm, không biết đi đâu nữa. Mình đang cái tập 1 kia nha, mọi người nhớ ấn đăng ký kênh nha. Đăng ký kênh đấy giúp mình một like đăng ký kênh. Bật em có chuông thông báo luôn. Gì thì nó có xe tải á, có tin luôn. Mình cho nó, mình hơi run một chút đấy, nó đang chết mất. Ok nha, nhớ bấm like nha. Đó, thế đây là nhà ông mình á. Thế cái này là dây của em mình nhá, bây giờ sẽ giấu nó luôn. Em mình nó khóc luôn á, nó hay khóc lắm. Ok tròn nha, tuyệt 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 tuyệt. Cái này là mình giấu ông mình. Ở đây là mình giấu bút ống của mình, để mình giấu ngay luôn nhé. Người nhỏ mừng thế nha, mất cái sẹo em mà khóc luôn. Ôi đi đâu rồi, sao khóc? Ok đây, chắc là các bạn sẽ gặp tập 2 nha, tập 3 nha. Ok bye bye, nhớ bấm like đăng ký kênh nha. Bye bye nha mọi người.